Thành Được xin chào mọi người. Hôm nay Thành Được khui hàng lò bếp từ và bóng đèn Scotman. Rất nhiều các bác là yêu cầu là em chụp ảnh thực tế vì thật ra là em rất là bận. Bếp này bếp Thái em này. Thông số 45 cm. Em rất là bận, ở đây là không có thời gian để mà quay chụp tem mác cho mọi người. Còn hàng của em thì lúc nào cũng sẵn kho. Các bác nào lấy số lượng thì đến nhà trực tiếp hoặc là alo trước. Đặt số lượng thì alo trước hoặc đặt nhiều. Bếp từ, bếp này là bếp Thái ấy. Bếp này được tặng kèm theo một nồi, một nồi inox. Giấy bảo hành toàn bộ là tiếng Thái hết nhé. Let's go này. Tất cả hàng em bán ra và phân phối trên thị trường đều là hàng công ty chuẩn loại 1, không phải hàng loại 2, loại 3, hàng lắp ráp linh kiện hay là hàng nhái, hàng giả. Hàng bao chuẩn loại 1, hàng công ty, bao chất lượng. Anh em thợ hoặc là ai mà phát hiện, khách hàng phát hiện ra là hàng em là hàng loại 2, hàng lắp ráp linh kiện, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì em xin hoàn lại tiền, tặng miễn phí thôi tất cả các sản phẩm. Đây, bếp Thái đây, đẹp long lanh luôn này, toàn bộ là trên mặt tiếng Thái hết này. Mặt kính này, bếp rất nặng, dày, chắc chắn. Tem mát đằng sau cũng tiếng Thái luôn này, hàng Thái xịn đấy. Hàng này là hàng chuẩn công ty loại 1. Em nhập khẩu nguyên chiếc. Hàng số lượng. Còn đây là bóng đèn sưởi ấm này. Bóng này cũng là bóng hàng nội địa trung ương Trung Quốc. Khui thùng này. Đèn sửa nhà tắm Scotman. Một thùng này có sẽ có 6 chiếc này. Rất là to à. Sẽ bóc ra cho bác xem. Hàng này là hàng nội địa trung ương Trung Quốc. Hàng nguyên chiếc này. Nhìn hoa văn rất đẹp. Hàng công ty nguyên chiếc. Thì một bộ của nó gồm bóng này. Và này là loại 3 bóng. Sẽ có 2 công tắc. Nếu mà bóng mình trong phòng tắm nhà mình nhỏ, nhiệt độ cao, nóng quá thì các bác có thể tắt bớt một bóng đi. Hoặc 2 bóng, đấy là tùy diện tích phòng tắm nhà mình. Còn diện tích phòng nhà mình lớn thì không cần phải tắt đi. Làm nóng cực nhanh. Hàng này là hàng trung ương, hàng nội địa trung ương Trung Quốc. Hàng loại 1, em bảo hành 12 tháng chính hãng, lỗi 1 đổi 1. Đi kèm theo bóng sẽ có này, một ốc vít này, để bắt bóng này, một thanh bắt vít này, bắt tường này, giấy, hướng dẫn sử dụng, tiếng Việt, tiếng Anh. Và một phiếu bảo hành của công ty.
Hàng này là hàng em nhập khẩu nguyên chiếc về, không phải là hàng lắp ráp linh kiện loại 2, loại 3, cho nên chất lượng sẽ vượt trội hơn là các hàng lắp ráp linh kiện hoặc là hàng loại 2, loại 3. Dây điện của bóng này. Mọi chi tiết các bác xin liên hệ theo số máy của em 094 987 3111, địa chỉ Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội. Bạn lấy hàng này về đấy. Vâng, kho còn rất là nhiều hàng. Các bác rảnh thì đến nhà xem hàng trực tiếp, chứ thật sự em rất là bận. Lúc nào các bác cũng đòi ảnh thật, quay clip thật để gửi cho các bác xem thì thật sự là em không có thời gian. Mọi người hết sức thông cảm. Còn hàng của em thì khi bán ra thị trường, em đảm bảo hàng của em là hàng công ty nhập khẩu chính hãng nếu là hàng mới. Còn hàng bãi thì là nếu của Nhật thì em bảo là hàng của Nhật, của Đức thì bảo của Đức, của Pháp thì bảo của Pháp. Hàng có sao nói vậy. Hàng mới thì em làm toàn bộ, em đảm bảo 100% hàng của em là hàng loại 1 nhập khẩu chính hãng từ công ty, không phải hàng lắp ráp loại 2, loại 3, cho nên chất lượng sẽ hơn hẳn các hàng lắp ráp, hàng rẻ tiền hoặc là hàng nhái, hàng fake trên thị trường trôi nổi. Tất cả hàng em bán ra thị trường nếu bán lẻ nhá, sẽ có một tem bảo hành dán trên sản phẩm và một phiếu bảo hành mực đỏ. Còn các bác nào ở gần thì tới tận nhà xem hàng trực tiếp. Anh em cửa hàng đại lý nhà phân phối đến tận nơi để ép giá, giá rẻ giật mình, bao hàng chuẩn chất lượng. Bếp Thái, bếp Đức thì đang ở trong kho, em không phải lôi ra tất cả các sản phẩm để quay chụp được. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số máy 094 987 3111, Thành Đường, địa chỉ Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội.